Xin chào, bạn đang nghe giọng nói quen thuộc của kênh Nhà Tôi Radio. Đến với kênh Nhà Tôi Radio, mình mong muốn truyền tải những câu chuyện, những thông điệp thông qua những trải nghiệm đời thực của mình, từ đó có thể kết nối những tâm hồn, những trái tim đồng điệu để chia sẻ, san sớt những kinh nghiệm, bài học hay đơn giản là những giây phút trải lòng khi bạn không biết tỏ bài cùng ai. Nhà Tôi Radio như là một mái nhà gắn kết và lan tỏa yêu thương giữa bạn và tôi, đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Chúng ta tìm đến nhau duy trì với mong muốn là truyền nguồn năng lượng tích cực, khơi gợi cảm hứng với bao điều tốt đẹp, để chúng ta giúp nhau có cái nhìn lạc quan, tích cực hơn về thế giới quanh ta và cuộc sống chính mình. Hy vọng bạn sẽ cởi mở và chân thành đón nhận Nhà Tôi Radio hết. Và giờ đây là câu chuyện của Nhà Tôi Radio. Mời bạn lắng nghe. Cái đói đã tràn đến sớm như từ lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu lũ lượt bồng bế dắt díu nhau lên xin xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp liều chợ. Người chết như ngã rạ, không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẫn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Giữa cái tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều người trong xóm bỗng thấy tràn về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì phấn phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng 3-4 bước thì cắp cái thúng con, đầu hơi cúi xuống, cái nón rách tàn nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt thì có vẻ rón rén e thẹn. Mấy đứa trẻ con thấy lạ vội chạy ra đón xem, sợ chúng nó đùa như ngày trước. Tràng vội vàng nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng. Mấy đứa trẻ đứng dừng lại nhìn Tràng, đột nhiên có đứa gào lên: "Anh Tràng ơi!" Tràng quay đầu lại, nó lại cong cổ gào lên lần nữa: "Trông vợ hài!" Tràng bật cười: "Bố ranh!" Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm, thì nhíu đôi lông mày lại, đưa tay lên xốc lại tà áo. Ngã tư sớm chợ về chiều càng sơ sát heo hút. Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào ngăn ngắt, hai bên dãy phố úp sụp tối om, không nhà nào có ánh đèn lửa. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì, bóng những người đói giật giờ đi lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết. Nhìn theo bóng Tràng và bóng người đàn bà lủi thủi đi về bến, người trong xóm lạ lắm. Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán, hình như họ cũng hiểu được đôi phần. Những khuôn mặt hốc hán u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Có gì đó lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tâm tối ấy của họ. Một người thở dài, người khác khẽ thì thầm hỏi: "Ai đấy nhỉ? Hay là người dưới quê bà cụ Tứ mới lên?" "Chả phải, từ ngày còn mồ ma ông cụ Tứ có thấy họ mẹt nào lên thăm đâu." "Quái nhỉ?" Im một lúc, có người bỗng lại cười lên rung rúc: "Hay là vợ anh cu Tràng?" "Ừ, khéo mà vợ anh cu Tràng thật anh em ạ. Trông chị ta thèn thẹn hay đáo để." "Ôi chào, giờ đất này còn rước cái của nợ đề về, biết có nuôi nổi nhau sống qua được cái này không?" Họ cùng nín lặng. Người đàn bà như cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình thì càng ngượng nghịu, chăn nọ bước díu cả vào chăn kia. Hắn cũng biết thế, nhưng hắn lấy vậy làm thích lắm. Cái mặt cứ vên lên tự đắc với mình. Thị lặng lặng theo hắn vào trong nhà. Cái nhà vắng teo đứng rúm ró trên mảnh vườn mọc lởm chởm những bụi cỏ dại. Thị đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhô lên, nén một tiếng thở dài. Tràng xăm xăm bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rác sang một bên, thu dọn những niêu bát, sóng quần áo bừa bãi cả trên giường dưới đất. Hắn qua lại nhìn Thị cười cười: "Không có người đàn bà nhà cửa thế đấy." Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo. Tràng vỗ vỗ xuống giường đon đã: "Ngồi đây, ngồi xuống đây tự nhiên." Người đàn bà theo lời hắn ngồi mớm xuống mép giường. Cả hai bỗng cùng ngượng nghịu. Tràng đứng tay ngay ra giữa nhà một lúc, chợt hắn thấy sợ sợ. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ. Hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân gắt lên: "Sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết?"
Hắn lanh quanh hết chạy ra ngõ đứng ngóng, lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà. Thị vẫn ngồi mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng mặt bằng thân. Hắn nghi bụng, quái sao nó lại buồn thế nhỉ? Hắn nhổ vu vơ một bãi nước bọt, tủm tỉm cười một mình. Nhìn Thị ngồi ngay giữa nhà, đến bây giờ hắn vẫn còn ngờ ngỡ như không phải thế. Ra đã hắn đã có vợ rồi đấy ư? Hà, việc xảy ra thật hắn cũng không ngờ. Hắn cũng chỉ tòm phơ tòm phào đâu đó hay bận, ấy thế mà thành vợ thành chồng. Ít lâu nay hắn xe thóp liên đoàn lên tỉnh, mỗi bận qua cửa nhà kho lại thấy mấy chị con gái ngồi view ra ở đấy. Hắn đón họ ngồi đấy nhặt hạt rơi hạt vải, hay ai có công việc gì gọi đến thì làm. Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóp vào dốc tỉnh, hắn hò một hơi cho đỡ nhọc. Hắn hò rằng muốn ăn cơm trắng mấy giờ này, lại đây mà đẩy xe bò với anh nì. Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chồng ghẹo cô nào, nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn cười như nắc nẻ. Kìa anh ấy gọi. Có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò với anh ấy. Thiệt công cớn, có khói cơm trắng mấy giò đấy. Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy? Tràng ngoái cổ lại vuốt mồ hôi trên mặt cười. Thật đấy, có đẩy thì ra mau lên. Thị vùng đứng dậy, toàn toàn chạy lại đẩy xe cho tràng. Đã thật thì đẩy chứ sợ gì đằng ấy nhỉ? Thị liếc mắt cười tít. Tràng thích lắm, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế. Lần thứ hai, tràng vừa trả hàng xong, ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tỉnh thì Thị ở đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt hắn sưng sỉ nói, điêu, người thế mà điêu. Hắn dương mắt nhìn Thị không hiểu. Thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra Thị là ai. Hôm nay Thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đĩa. Thị gầy sợp hẳn đi, trên các khuôn mặt lưỡi cài xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Hôm ấy leo lẻo cái mồm hiện xuống, thế mà mất mặt. À, hắn nhớ ra rồi. Hắn tét miệng cười. Chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này, hắn ngồi xuống ăn miếng dầu đã. Có ăn gì thì ăn, chả ăn dầu. Thị vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn. Đấy, muốn ăn gì thì ăn. Hắn vỗ vỗ vào túi. Rách bố cu hở. Hai con mắt trụng hoáy của Thị tức thì sáng lên. Thị đon đã. Ăn thật nhá. Ừ, ăn thì ăn sợ gì. Thế là Thị ngồi xà xuống ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chập bốn bát bánh đúc liền chẳng trò chuyện gì. Ăn xong thì cầm đôi đũa quẹt ngang miệng thở. Hà, ngon. Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố. Hắn cười. Làm đết gì có vợ. Này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về. Nói thế chàng cũng tưởng là nói đùa. Ai ngờ thì về thật. Mới đầu anh chàng cũng chợt nghĩ, thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bồng. Sao không biết nghĩ thế nào, hắn tặc lưỡi một cái. Chặt, kệ. Hôm ấy hắn đưa Thị vào chợ tỉnh, bỏ tiền ra mua Thị, cho Thị cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng cơm đánh một bữa thật no, rồi cùng đẩy xe bò về. Tràng chợt đứng dừng lại lắng tai nghe. Ngoài đầu ngõ có tiếng người húng hắn ho. Một bà lão từ ngoài rặng tre lộng khổng đi vào. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ, Tràng reo lên như một đứa trẻ và gọi với vào trong nhà. U đã về đấy. Hắn lật đật chạy ra đón. Hôm nay sao U về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột. Bà cụ tứ nhấp nháp hai con mắt nhìn Tràng chậm chạp hỏi. Có việc gì thế vậy? Thì U hẳn vào cứ vào trong nhà đã nào. Bà lão vấp vỡm bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân bà lão đứng sững lại. Bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong nhà ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng U? Không phải con cái đục mà, ai thấy nhỉ? Bà lão hấp hái cặp mắt cho đỡ nhòe, vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhòe ra thì phải. Bà lão nhìn kỹ người đàn bà lần nữa, vẫn chưa nhận ra người nào. Bà lão quay lại nhìn con tỏ ý không hiểu. Tràng tươi cười. Thì U hẳn vào ngồi lên giường lên dễn chuyện đến cái đã nào.
bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng lão bà già điếc. Mình xin lỗi. Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả điếc lát thì cất tiếng chào lần nữa. U đã về ạ. Ô hay, thế là thế nào nhỉ? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. Tràng nhắc mẹ. Kìa, nhà tôi nói chào U. Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp. Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy ạ. Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau, chẳng qua nó cũng là cái số cả. Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi, lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao cơ sự, vừa ai oán vừa xót xa cho số kiếp đứa con mình. Chào ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái nở mày nở mặt sau này. Còn mình thì trong kẻ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt, biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không. Bà lão khẽ thở dài ngẩng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà, thì cúi mặt xuống, tay vần về tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ, người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có được vợ. Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con, mai ra mà qua khỏi được cái tao đạn này thì thằng con bà cũng đã có vợ. Nó yên bề nó, chẳng mai ra ông dời bắt chết cũng phải chịu, chứ biết thế nào mà lo cho hết được. Bà lão khẽ dặn hắn một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới. Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, U cũng mừng lòng. Tràng thở đánh vào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời. Nhà ta thì nghèo con ạ, vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn, rồi mai ra ông dời cho khá, biết thế nào hở con. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời, có ra thì rồi con cái chúng mày về sau. Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài, bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối, mùi đốt đóng rắm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt. Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ dài dằng dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không? Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Bà lão nhìn người đàn bà lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ khúc khích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mặt. Kể có ra làm được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhận chia cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là U mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này U thương quá. Bà cụ nghẹn lời không nói được, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. Sáng hôm sau mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người im ái lững lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải. Hắn chắp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng lóa xói vào hai con mắt còn cay xòe của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái và bỗng vừa chợt nhận ra xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ khác lạ. Nhà cửa sân vườn hôm nay đều được quét tước thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đĩa vẫn vất khơm mương miên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hông. Hai cái ăn nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ấm áp. Đống rác mùng tung bành ngay lối đi đã hút sạch. Ngoài vườn, người mẹ đang lúi húi dậy những bụi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sèn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản bình thường, nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên hắn thấy thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình, hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người. Hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này.
hắn song song chạy ra giữa sân. Hắn cũng làm một việc gì đó để giữ phần tu sửa lại căn nhà. Bà của Tứ chợt thấy con trai đã dậy, bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu: "Anh ấy dậy rồi đấy, con đi dọn cơm ăn chẳng muộn." "Vâng." Người đàn bà lẳng lặng đi vào trong bếp. Tràng Nôm Thị hôm nay khác lắm, rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực, không còn vẻ gì trao chát trọng lỏng như mấy lần Tràng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải vì mới làm dâu mà Thị tu trí làm ăn không? Bà mẹ Tràng cũng nhẹ nhõm tư tỉnh khác ngày thường, cái mặt vũng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão song song thu dọn, quét tước nhà cửa. Hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp cửa nhà cho quan vẻ, nền nếp thì cuộc đời họ có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn. Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại. Giữa cái mẹ trách cô độc một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này. "Tràng ạ, khi nào có tiền tao mua lấy đôi gà. Tao tính rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem." Tràng chỉ vâng. Tràng vâng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại. Niêu cháo lỏng bỗng, mỗi người được có lưng lưng hai bát để hết nhẫn. Bà lão đặt bát xuống nhìn hai con vui vẻ: "Chúng mày để u nhá, tao có cái này hay lắm cơ." Bà lão lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng ra một cái nồi khói bốc lên nghi ngút. Bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mẹ cơm, cầm cái môi vừa khoái khoái vừa cười: "Chè đây." Bà lão múc ra một bát: "Chè khoáng đây, ngon đáo để cơ." Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mắt thì tối lại. Thị điềm nhiên và vào miệng. Tràng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho, người mẹ vẫn tươi cười đon đả: "Cám đấy mẹ ạ, à, thì ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem, sớm ta khói nhà còn chả có cám mà ăn đấy." Tràng cầm đôi đũa, gợn một miếng bỏ vào miệng, miệng hắn chum ngay lại, miếng cám đắng chiết và nghiện bứng trong cổ. Bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì, họ cắm đầu ăn cho xong lần, họ tránh nhìn mặt nhau, một nỗi tủi hờn len vào tâm trí mỗi người. Ngoài đình bỗng dội lên một hồi trống dồn dập vội vã, đàn quạ trên những cây gạo coi chót vót ngoài bãi chờ hốt hoảng bay phù lên, lượn thành từng đám bay vẫn trên nền trời như những đám mây đen. Người con dâu khẽ thở dài, thì nói lí nhí trong miệng: "Trống gì đấy u nhỉ?" "Trống thúc thuế đấy, đằng thì nó bắt dòng đai, đằng thì nó bắt đóng thuế, trời đất này không chắc đã sống qua được đâu các con ạ." À. Bà lão ngoạnh rội ra ngoài. Bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc. Người con dâu có vẻ lạ lắm thì làm bẩm: "Ở đây vẫn phải đóng thuế cơ ạ." Im lặng một lúc thì lại tiếp: "Trên mạng Thái Nguyên, Bắc Giang người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật chia cho những người đói nữa đấy." Tràng thần mặt ra nghĩ ngợi. Cái mặt to lớn bậm lại khó đăm đăm. Miếng cám ngậm trong miệng hắn đã bả ra chắc xít. Hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc Nhật. Tràng hỏi vội trong miếng ăn: "Việt Minh phải không?" "Ừ, sao nhà biết?" Tràng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn phục hiện ra những người nghèo đang đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sọp. Đằng trước có lá cờ đỏ to thắm to lắm. Hôm ấy hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy. Họ đi cướp thóc đấy. Tràng không hiểu gì sợ quá, kéo vội xe thóc của liên đoàn tắt cánh đồng đi lối khác. À ra họ đi phá kho thóc chi cho người đói. Tự dưng hắn thấy ân hận tiếc rẻ vẫn vơ, khó hiểu. Ngoài đình tiếng trống thu thuế vẫn dồn dập. Mẹ và vợ Tràng đã buông đũa đứng dậy. Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Truyện ngắn Việt Nam 1945-1985, nhà xuất bản giáo dục 1985.